Ây da, sao đau bụng dữ trời. Xe gùa có ai để đây vậy ta? Để nằm ngủ một giấc coi. Buồn ngủ quá trời buồn ngủ rồi. Ủa, cô ơi, cô, bà nội này tự nhiên nằm trên xe gùa của mình ngủ ngon lành vậy trời. Tôi cho bà ngủ trên xe của tôi nè. Cái gì vậy bà nội? Ây da, đau bụng nữa trời. Ngủ một giấc đã quá. Ủa, hồi nãy mình nhớ mình ngủ ở trên chiếc xe gùa mà ở đằng kia kìa, đâu phải đằng này đâu ta. Gì kỳ vậy? Không lẽ chiếc xe này nó biết biến? Đâu, để mình ngủ một giấc nữa coi, thử coi chiếc xe nó có biến chỗ khác không.